Trạng thái biến hình đỉnh nhất và tệ nhất trong Dragon Ball. Làm gì có form biến hình nào vừa đỉnh vừa tệ nhỉ? Thực ra là có đấy, chính là Super Saiyan 3 chứ đâu. Khi nó xuất hiện lần đầu và xuyên suốt bư ác, Super Saiyan 3 là form gây ấn tượng tượng cực mạnh do tạo hình ngầu loi, khả năng chiến đấu siêu phàm. Thế nhưng có phần Super, nó chỉ là một trạng thái vô dụng, thừa thãi, vẫn bị vướng vào điểm yếu tiêu hao thể lực. Sự thảm hại của nó thể hiện khá rõ ở phiên bản anime, manga thì đỡ hơn một chút nhưng vẫn chưa đủ để lấp đi sự vô dụng của nó. Từ một trạng thái vĩ đại trở thành thứ bỏ đi, thật khó tin phải không các bạn?